Xin chào mọi người á. Thì hôm nay á mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái hệ thống mà trên các xe hiện nay đang dùng rất nhiều. Thì cái hệ thống này gọi là hệ thống phun xăng trực tiếp, hay viết tắt là GDI, Gasoline Direct Injection. Thì cái hệ thống này thật sự ra nó đã được, đối với máy xăng á, thì cái hệ thống phun trực tiếp này nó là được trang bị trên các dòng xe châu Âu từ khoảng những năm 2000 đã được chuẩn bị rồi. Thì mọi người thấy là mọi người làm các dòng ví dụ như là BMW ha, Audi hoặc là Mercedes á, thì từ lúc đó, từ lúc khoảng 2005 06 07 08 đã được trang bị cái hệ thống GDI này rồi. Thì ưu điểm của cái hệ thống GDI này là gì, mà tại sao người ta được trang bị những cái xe đó rất nhiều? Thì đầu tiên mọi người thấy à, thì đối với hệ thống GDI á, cái quan trọng của hệ thống GDI là nó tiết kiệm nhiên liệu rồi. Thứ hai là với cái nhiên liệu như vậy nó sẽ giúp cho được động cơ nó công suất nó tăng lên nhiều. Và cái cuối cùng là vì sau này là động cơ vừa phun trực tiếp mà vừa kết hợp với turbo á, nên là làm cho động cùng cái dung tích xi lanh nào cùng cái khối lượng của động cơ đó, nhưng mà cái công suất nó tăng rất là lớn. Và mọi người thấy là những dòng xe châu Âu á, thì đặc điểm của những dòng xe châu Âu á là hiệu suất cái gọi là công suất á, nó rất là lớn và hiệu suất nó rất là tốt ha, thì người ta phải trang bị cái hệ thống này. Thì đối với những xe của châu Á mình á, đặc biệt là những xe của Nhật Bản, ví dụ như là Mitsubishi á, từ năm 1999 là người ta đã nghiên cứu và đã đưa ra cái công nghệ GDI rồi, thì người ta đã ứng dụng vào trong việc động cơ rồi. Nhưng tại vì mọi người thấy là bên Mitsubishi nó không đưa qua Việt Nam nên mọi người không thấy động cơ GDI thôi, nhưng thật sự ra nó đã có rất là lâu rồi. Thì ngày hôm nay ha, tất cả các xe châu Âu đều đã được trang bị cái hệ thống phun xăng trực tiếp rồi. Và mọi người thấy hiện nay các hệ thống phun xăng trực tiếp của xe châu Âu nó rất là phức tạp. Và hiện nay là các dòng xe châu Á mình, ví dụ như là Ford này, Mazda, Honda, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, thì đều đã áp dụng cái công nghệ phun xăng trực tiếp ở trên các dòng xe động cơ và xe của mình. Thì mọi người thấy là đơn cử nhất là xe, ví dụ là xe Ford Focus nè, S-Cab, hay là rồi dòng EcoSport ha, rồi Mazda 3, Mazda 2, hiện nay là Honda CR-V là Civic, rồi Hyundai là Elantra, rồi Hyundai Santa Fe, rồi thằng Kona, rồi Mitsubishi hiện nay có trên dòng là Eclipse ha. Thì mọi người thấy là hiện nay các xe nó đều đã được ứng dụng cái công nghệ GDI rồi. Vậy công nghệ GDI là gì và nó có những gì nó khác biệt so với những cái động cơ phun xăng thường ha, hay gọi là phun xăng MBI là Multiple Fuel Injection, hoặc là EFI, Electric Fuel Injection, đó là một số tên gọi của các cái hệ thống phun xăng gọi là phun xăng gián tiếp. Thì đầu tiên á, tại sao người ta gọi là phun xăng trực tiếp ha, thì mọi người nhìn cái hình này nha. Thì đầu tiên là mọi người ha, đầu tiên là Direct Fuel Injector ha, là kim phun được đặt ở trong buồng đốt, phun thẳng trong buồng đốt luôn nha. Thứ hai là bơm ha, High Pressure Bơm. Thì cái bơm này là gì, bơm bơm này người ta gọi là bơm High Pressure. Thì tại sao là High Pressure, và mọi người lưu ý là đối với động cơ dầu á, là Common Rail ha, thì trước Common Rail á nó là có thể là bơm bơm điện kim cơ, ví dụ là VB44, VB29, VB30 ha. Và những cái như vậy á, mọi người hầu hết các sinh viên trong trường nó sẽ không được học các cái trước của phun dầu. Tiếp theo là thì các xe hạng nặng á, nó sẽ xài là LE và HLE, còn các xe du lịch á, thì nó sẽ xài là VB44, VB29, VB30 ha, đó là đời trước. Và còn đời trước nữa là nó xài là khi bơm 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 cơ ha, ví dụ là bơm B hoặc VE nha. Thì sau này người ta cải tiến lên là Common Rail. Thì Common Rail á, nó cũng có là cái bơm quát mà cũng có là cái kim trực tiếp.
kim phun đặt trong bồn đốt, nhưng so với động cơ xăng thì nó khác nhau như thế nào? À, và chính vì những khác nhau như vậy nó sẽ dẫn đến cái việc là khi mình chẩn đoán nó sẽ khác nhau. Thứ hai, một số động cơ xăng nó có turbo, ví dụ như mọi người gặp con Elantra Sport hoặc là gặp con EcoSport 4 ha, nó có turbo. Và cái turbo của máy xăng á nó cũng sẽ cấu tạo và nó có những cái khác biệt so với động turbo của máy dầu. Ví dụ như turbo của máy dầu hiện nay đặc trưng á, là xài VGT ha, variable geometry ha, là nó sẽ thay đổi cái tiết diện của cái đường cánh của cái turbo. Còn turbo máy xăng á, thì người ta không xài VGT nhưng người ta sẽ xài một cái van xả áp ha, và là van gây quay ha, và một cái mọi người thấy trên cái turbo nó có hai phần, một là cái màu màu này hay là cái chân đài này, cái cổng để xả turbo, và một cái màu vàng vàng nữa. Thì turbo trên máy máy xăng nó sẽ có hai cái vấn đề này, và mọi người thấy nó sẽ khác trên máy dầu chỗ hai chỗ này rất nhiều ha, và cái bơm cao áp nó cũng sẽ khác luôn. À, đó là một số cái đặc điểm cần lưu ý. Thì mình có chia sẻ mọi người một số cái về tại sao người ta xài GDI, mọi người xem ha, cái công dụng của nó và các cái lợi ích của nó ha, cái ưu điểm của nó. Thì hiện nay á, đối với Việt Nam á, là Euro 4, thì sắp tới 2022 á, là sẽ lên Euro 5. Thì hiện nay châu Âu và Mỹ nó sẽ xài Euro 6, và sắp tới khoảng 2025 á, nó sẽ lên Euro 7. Hiện nay nó là Euro 6 cộng rồi, thì Euro 6 nó sẽ cao hơn là Euro 5 rất nhiều, Euro 4 rất nhiều, và sắp tới nó lên là Euro 7 luôn. Và đối với cái động cơ mà hiện nay để đáp ứng tiêu chuẩn Euro 6 nó rất là ngặt nghèo, thì bắt buộc người ta phải dùng cái công nghệ GDI luôn rồi. Và hiện nay là máy dầu mà để đạt cái Euro 6 nó là phức tạp khó khăn ha, nên mọi người thấy ở các nước châu Âu và Mỹ ấy, người ta chủ yếu bán máy xăng rất nhiều. Hiện nay mọi người thấy tại sao ở Việt Nam mình bán máy dầu, vì máy dầu ở bên nước ngoài nó bán ở đâu, thì có về mấy nước mà tiêu chuẩn thấp thì bán thôi ha. Và thứ hai là mọi người thấy là sắp tới là Euro 7 ha, tại sao giờ xu hướng xe điện phải phát triển, vì Euro 7 động cơ trong không thể làm được, nên đó là điều khó khăn hiện nay. Thứ hai là mọi người thấy là công suất động cơ á ha, đầu tiên là công suất động cơ nè, và mô băng ha, torque và cái exhaust temperature ha. Thì mọi người thấy là cái mô băng á thì nó sẽ tốt hơn cái động cơ MBI rất nhiều. À, đó là một trong cái hay, và cải thiện hiệu suất mọi người thấy không, tốt không, tốt ha, cực kỳ tốt. Nên chính vì vậy á, người ta sẽ ưu tiên ứng dụng cái công nghệ GDI vào. Và thứ hai, đây là sơ đồ về cái hệ thống GDI này, là một hình sơ đồ của nó nha. Thì nếu mọi người có làm cái máy dầu máy xăng GDI của Hyundai hiện nay nhé, thì thật sự ra cái công nghệ mà GDI hiện nay của Hyundai mình có làm qua và thấy ha, thì thật sự ra cái nguyên lý điều khiển và của cái động cơ GDI của Hyundai hiện nay, hay cái hộp điều khiển á, thì mọi người thấy là, đặc biệt là cái hộp điều khiển đó, nó là xài của những cái công nghệ mà trước đây Mercedes hay châu Âu nó xài rồi, nó nghĩa là từ châu Âu nó đã đi qua cái phần đó, và những cái công nghệ đó hiện nay là được sử dụng trên các dòng xe Hyundai. Mọi người nhìn cái hộp á, dựa vào căn cứ vào cái hộp điều khiển này, mọi người có thể đoán được coi cái cách mà người ta xài cái GDI hiện nay nó ở thế hệ mới ha. Tại vì GDI hiện nay nó rất nhiều thế hệ, và thế hệ cao nhất hiện nay là xài trên các dòng châu Âu nha, và cái nguyên lý của nó và cũng như là các cái thành phần điều khiển cũng như chẩn đoán nó là khác so với châu Á mình. À, đây là so sánh giữa GDI và MBI này. Thì cái khác nhau cơ bản á thì nó sẽ là đến từ cái kim phun, à, hai kim phun đặt ở trong và kim phun đặt ở ngoài ha. Thì kim phun đặt ở trong này bắt buộc nó phải có là gì, hai ratio bơm này, à, và nó sẽ có một cái injector loại đặc biệt ha, và một cái hai ratio bơm rồi. Thì nó sẽ có thân reo, và trên thân reo nó sẽ tích hợp luôn cái phần con cảm biến, cái con cảm biến áp suất cảm biến áp suất của nhiên liệu và cảm biến nhiệt độ nhiên liệu ha. Tiếp theo là nó xài cảm biến oxy.
Thì cảm biến oxy chắc chắn là trên xe GTI và trên cảm biến MVI nó sẽ khác nhau rất nhiều, chắc chắn là đều khác nhau. Và thông thường cảm biến trên máy GTI, cảm biến oxy á, nó sẽ là loại 5 6 giây, còn cảm biến trên máy MVI thì nó chỉ có là 4 giây thôi là nhiều ha. Đó là những khác nhau cơ bản nhất nha, đó mọi người cần nhớ. Mọi người thấy đây kim phun nha. Thì cơ bản á là như vậy ha. Tiếp theo là mặt điện này. Mặt điện thì mình giới thiệu mọi người một số cái đặc thù ha. Đầu tiên mọi người thấy à. Đầu tiên là đây là con Elantra Sport máy 1.6 là GDI ha. Thì mọi người thấy đầu tiên là cái con oxy, mình vừa nói con oxy nó khác nhau không? Mọi người thấy cái con oxy nó khác nhau ha. Oxy đây, nó tất cả là 1 2 3 4 5 6 giây. Và để việc cái chẩn đoán của con oxy này nó khá đặc biệt nha. Thứ hai là injector ha, injector thì hai đến dây điều khiển về hộp cả hai luôn nha. Đó là sự khác nhau cơ bản nhất của cái máy GDI. Rồi nó còn một cái nữa là gì? Electric way nè, wet way actuator ha, này là cái này mình có nói ha. Liên quan tới cái phần xả của turbo nè. Fuel pump pressure regulator hàm valve nè. Liên quan tới cái bơm có áp nha. Được chưa? Rồi rồi CV control solenoid valve này ha. Hai này là khác nhau ở trên động cơ di-đa và động cơ xăng thường ha, nhưng mà động cơ của thằng Elantra này nó là động cơ turbo ha. Nên bắt buộc phải có hai cái này, đó là điều khác nhau nhất của máy xăng và máy dầu nha. Máy xăng di-đa và máy dầu common rail ha, là khác nhau nha. Rồi mình sẽ cho mọi người xem một số cái mặt điện của các hãng xe ha. Thì chưa đây là mình cho mọi người xem lại cái Elantra, mình vừa nói xong nha, nó y chang vậy nha. Rồi mặt điện này là của Túc Sơn ha, của này của Túc Sơn nha. Cảm biến oxy đây nha. Rồi mặt điện của Mazda 3 nè, Mazda 3 này mình cho coi CX5 chứ nó vậy nha, CX5 dễ thấy hơn, CX5 ở đây nha. Đây mình cho con mọi người những sự khác nhau ha. Đây đây injector ha, đây khác nhau ha, nó injector nó mới hai chân về cả hộp cả hai nhé. Rồi mình cho coi cái fuel tank pressure sensor ha. Fuel tank là cảm biến áp suất ở cái bình nhiên liệu, nhưng nó có thêm một con nữa, chờ chờ tí em nói chuyện. Đây fuel pump control module, không phải fuel pressure sensor là đây, cái này ha, đây là cảm giác rail thì ống rail nha. Rồi cái van này nha, solenoid valve high pressure pump à, cái này ha. Thì cứ mỗi hãng có một tên gọi khác nhau thôi, nhưng bản chất thì nó giống nhau ha. Đây Hyundai nó gọi là gì? Hyundai nó gọi là fuel pressure regulator valve ha. Thì Mazda nó gọi là gì? Đây là solenoid valve ha, hai pressure pump. Ở Mazda 6 này, đây, nó hai chân về hộp cả hai nha. Giờ mọi người thấy ha. Thì thằng Mazda 6 nó hơi đặc biệt hơn cái là nó một nó cái chân số 4 của hộp này. Nó là một chân chung cho các kim. Nhưng mà qua các con này nó lại khác, như Z5 là nó là cứ mỗi hộp á, cứ mỗi cái kim nó hai dây về hộp cả hai. Đó là một số điểm lưu ý mà mình khi làm xe mà phải để ý. Vì chính vì những sự khác biệt cơ bản vậy nó sẽ dẫn đến cái việc đọc kiểm khác nhau ha. Bây giờ mà cho mọi người xem cái focus ha, đây hai kia phụ focus đâu, hai chân về hộp cả hai nha. Ha, đó. Đây là mặt điện focus ha, mọi người thấy không, là bốn kim về hộp cả bốn ha. Đó, theo mình cho mọi người xem thêm một cái nữa, như cuộc shop manual hay trong cuộc shop manual này. Ở cái này mình chọn nó chưa đúng cái đời xe nên mình không vô được, còn cho xem cái khác nha. Và cái bobin hiện nay xài trên dòng dòng
bobin á, bobin hiện nay nó 3 giây ha. Bobin của Ford hồi xuống 2 giây à, giờ nó tới 3 giây rồi. Nó cao hơn ha, đời mới mới hơn, nó có những cái khác biệt hơn nhiều. Đây ha, cam sát này. Fuel rail rest sensor, cần cảm biến rail này. Yeah. Oxy đây nó là universal ha, heater sensor nè, oxy sensor ha. Đó, cứ mỗi người có một tên gọi thôi nhưng mà về bản chất nó sẽ giống nhau hết nha. Mọi người làm xe á, mọi người cần hiểu bản chất chứ mọi người không được nhớ nhớ thì sau này xe mới sẽ làm cũng được, đó là cái điều mà mọi người lưu ý ha. Mình đang tìm cái bơm của áp ha, cái bơm của áp nằm đâu mà chưa thấy. Cho người xem cái bơm của áp nằm ở đâu. Mình chưa thấy bơm của áp ha, cái chỗ nào bơm của áp. Đây là bobin rồi. Là nắp sensor và cảm biến ha. Đây là cam sát thật bên thôi. Chưa thấy cái Fuel Rail Pressure Sensor ha. Evap ha. Oxy. Chưa thấy nó ở đâu luôn. Fuel Injection Bomb ha. Đây, có dắt nằm đâu nha. Đây ha, chị này đây, đây là cái bơm của áp ha, fuel injection bơm này, thì thằng Ford nó gọi là gì ha, đây là động cơ này, thì ở đây nó là cái bơm có áp nha, bơm có áp nằm ở đây, hồng ga nằm ở đây ha, kim phun nằm ở đây nè, để dắt hộp ha, hộp này là hộp do bố sản xuất nha mọi người, cái dắt này bố sản xuất nha, cái hộp này mọi người nhìn cái dắt này là biết bố sản xuất ha. Về hộp của máy pho này bố sẽ rất nhiều nhé. Đây các cảm biến nằm đây nhé. Yeah. Đó là liên quan tới cái phần động cơ của GDI. Thì mình sẽ cho mọi người xem các cái mặt điện rồi. Mọi người thấy một điều là với những động cơ GDI hiện nay á, nó rất phổ biến. Thì mọi người qua video này mình muốn nói mọi người biết những cái khác biệt cơ bản giữa cái GDI và cái MBI, thì từ đó mọi người có một cái nhìn nhận chung. Thì với để làm cái động cơ GDI này, đầu tiên mọi người phải hiểu nó, cái quan trọng là mọi người phải hiểu cái áp suất của nhiên liệu, nó sẽ không cố định như MBI nữa, nó sẽ thay đổi ha. Thì có những xe châu Á mình áp suất khá thấp, nhưng mà đấy về châu Âu áp suất rất cao. Thứ hai là nếu một số xe có turbo, mọi người phải hiểu turbo, cái áp turbo và cái nhiệt khi nó cái lượng gió nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào cái chân ga của mọi người, và cứ mỗi con xe nó sẽ có một cái đặc tính gió riêng. Ví dụ những xe châu Á mình nó đặc công suất thấp nó sẽ khác, những xe châu Âu á thì khi anh nhấn ga mạnh những cái nhẹ thì nó sẽ chạy khác nhau. Rồi thứ hai là cái bơm của áp, mọi người phải hiểu cái con van van trên thân trên trên cái bơm của áp này, phải hiểu nó thì mọi người hiểu nó thì mọi người mới có thể chẩn đoán nó được. Cái bơm của áp có cái van này rất quan trọng nha, van này để gọi là regulator ha, trên máy dầu nó gọi là suction control valve hay là metering unit ha, đó là cái máy dầu nó gọi vậy. Còn như máy xăng á nó gọi là fuel regulator valve ha, thì cái regulator này nè nó sẽ có ý nghĩa là giới hạn áp suất, nó khá quan trọng cho cái vấn đề mà chẩn đoán ha. Rồi kim phun của nó và các cái mạch điện,
Thì mặt điện em phải cho mọi người xem qua các cái mặt điện rồi những cái điều cơ bản, những điều khác nhau rồi ha, mọi người nhớ những mặt điện này để chẩn đoán chính xác. Thì thông qua video này em muốn nói mọi người sự khác nhau cơ bản của động cơ xăng GDI và động cơ MVI để mọi người có một cái nhìn nhận về hai động cơ này. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay ạ.